Kính chào quý vị, trước hết tôi xin cảm ơn lời giới thiệu của bạn Đỗ Tiến Đức. Tôi có đại học Quốc gia Hành Chánh, nhưng mà cũng có liên hệ cùng bạn viết văn với nhau, thì cho tôi kể có họ chút. Đây là lần thứ hai mà tôi được vinh dự giới thiệu nói ở trong buổi ra mắt sách của học giả, tác giả Huỳnh Văn Lam. Đây là đầu tiên thì là khi mà ông ra mắt cái cuốn sách đã 30 năm rồi, Việt Nam Du Ký, mà tôi được ban tổ chức giao cho cái nhiệm vụ giới thiệu tác giả. Thì cái lần đó tôi giới thiệu rất cặn kẽ về tác giả và cũng được báo chí khen là làm đầy đủ. Thế nhưng bây giờ đến lúc mà tôi đọc cái cuốn sách ký ức của cùng tác giả Huỳnh Văn Lam, thì tôi thấy rằng là những cái lời tôi nói trước đây về tác giả sự thực chỉ là phiến diện. Vì rằng là nếu mà chỉ nói rằng là tác giả có những cái học vị, có những chức vụ, nghĩa là dù đọc cả một trang giấy về những điều đó, thì chúng ta cũng chỉ biết rằng tác giả là người có học thức, có khả năng và đã có những nhiệm vụ quan trọng, chứ không biết hết về những sự cố gắng trong cuộc đời phấn đấu của tác giả, không biết hết cả cái tình yêu của tác giả đối với lại quê hương, không biết hết cái ý chí phục vụ đất nước của con người Huỳnh Văn Lam. Vì thế thành ra tôi thấy rằng là lần này đọc cái cuốn sách này, chúng ta sẽ hiểu biết rõ tất cả những điều đó. Một phần khác, nếu mà chúng ta đọc những cái cuốn ký ức của ông Winston Churchill hay là của Charles de Gaulle, thì không những là chúng ta biết được một danh nhân của Anh quốc hay là một danh ngôn của Pháp quốc, nhưng mà chúng ta đã biết nhiều thêm về cái thời đại, về cái lịch sử đất nước Mỹ Châu. Vì đó là viết bởi những người ở trong cuộc, và với cái giọng văn mình thấy rằng là có thể tin tưởng được, và với những cái chứng tích được kể ra. Thì bây giờ quý vị đọc sách của tác giả Huỳnh Văn Lam, dù ông chỉ kể cái cuộc đời 82 năm từ năm 1928 khi tác giả bắt đầu được bố mẹ mượn thầy về nhà dạy, cho đến năm 2010. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trong cái khoảng thời gian 82 năm đó mà tác giả kể những cái chuyện gì ở trong gia đình, trong xã hội, chung quanh mình và đất nước, thì chúng ta sẽ biết thêm nhiều về cái đất nước Việt Nam ở miền Nam của chúng ta. Vì rằng là tác giả là người quan trọng và tác giả là chứng nhân của thời cuộc. Tôi cũng nói thêm về cuốn sách, vì rằng là trước đây những diễn giả đã nói nhiều, thì chúng ta biết rằng đó là một tập ký ức cũng có 3 phần. Và cái phần mà chúng ta có trong cuốn sách ngày hôm nay là cái phần đầu, kể từ năm 1928 cho đến năm 1954 khi chúng ta hoàn toàn giành được độc lập. Thì cái phần đầu tác giả kể cái chuyện đời sống chung quanh mình, đi học ra sao, cho đến lúc mà sang Pháp theo học Sciences Politiques. Sau đó vì rằng là muốn nghiên cứu thêm về kinh tế, đi sang bên Canada, rồi sang Chicago để theo học về những môn về xã hội học và về kinh tế học. Thì chúng ta thấy rằng là tác giả đã có qua một cái thời kỳ như là thật phần đông rồi, trong cái lớp tuổi đó đã phải tranh đấu hết sức tìm ra được những cái điều mà mình muốn học, để tìm ra được những cái trường mình có thể theo đi, theo học được. Và không nữa là trong đó tác giả Huỳnh Văn Lam đã nói rằng là tôi đi không phải là tôi để học, mà tôi để tìm cái phương pháp, để tìm đường lối để phục vụ đến tất. Với có một cái ý chí như thế, chứ không phải là để đi mà để đạt được những bằng cấp. Vì xin được là ông có một cái ý chí muốn phục vụ đất nước. Tôi có may mắn là sự thực thì chỉ gặp tác giả có thể nói là 5-6 lần mà thôi.
Nhưng mà có cái điều may mắn là tất cả những cái nơi mà ông đã đi, như là ở Paris, như là ở Quebec, như là ở Montreal, như là Chicago hay là Washington DC, thì tất cả những cái nơi đó đó thì tôi cũng có tới. Và tới sau ông nhiều khi ấy, sau 2 năm, nhiều khi sau 3-4 năm. Nhưng cũng vì thế mà tôi được gặp tất cả những người mà ông nói ở trong cuốn sách này. Chẳng hạn như là tác giả Huỳnh Văn Lang đã nói về cái chuyện đi học ở Chicago, những cái chuyện được gọi về để mà tham gia cái chính phủ đầu tiên, thì ông được gọi về năm 1950, năm 1954. Thì năm 1956 và năm 1957 thì tôi phục vụ ở Sứ quán Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn. Và tôi đã được ông bà đại sứ kể lại cái chuyện rằng là làm thủ tục kiếm được tác giả Huỳnh Văn Lang để mà làm giấy thông hành để đưa về cấp tốc về Việt Nam, có cái sự mời của Thủ tướng Ngô Đình Diệm muốn gặp ông để giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Tác giả đã nói về cái chuyện rằng là học về econometrics ở Chicago, thì tôi cũng có cái may mắn là rất thân cận với lại Đại học Chicago, và tôi biết rõ về cái đại học đó vì đã 3 lần tôi đến cái đại học đó để dự cái lễ bạn khóa của những người thân trong gia đình. Và mới đây khi mà tác giả nói rằng là sở dĩ đi Chicago để học về econometrics vì cái trường đó những giáo sư về kinh tế là những giáo sư giỏi về toán, thì tôi được biết rằng là cái trường đó là cái trường đối với lại trường Harvard là hai trường số 1, số 2 về cái môn đó, về môn econometrics, để chứng tỏ rằng là tác giả được mời về vì cái tài năng của mình, vì cái ý chí phục vụ đất nước của mình, chứ không phải là vì đã có cái may mắn được quen biết với lại gia đình của Ngô Tổng thống, được biết gặp của Ngô Đình Nhu, ông cố vấn. Vì thế này nha, tôi có thể nói rằng là đọc cái cuốn sách đó, tôi thấy rằng là tác giả đã dùng cái văn phong rất nhẹ nhàng. Có thể nói rằng là bình dị nhưng lại rất chính xác. Và tôi có thể nói rằng là khi mà chúng ta đọc cái cuốn sách đó, đoạn đầu chúng ta biết thêm về những cái văn hóa miệt vườn cũng như là văn hóa miệt rồng, là những cái điều mà trước đây tôi không hề biết, hay là tôi chỉ biết qua loa qua những sách pháp và tưởng tượng thêm ra. Vì thế dành cho riêng đối với những cái người mà xa lạ với những giải đất miền Nam của chúng ta, thì tôi thấy rằng là đó là những cái tài liệu về lịch sử, về xã hội chính xác. Và hôm nay tới cái buổi họp ở chỗ này cũng là phòng sinh hoạt của Báo Người Việt, thì tôi lại nhớ rằng là cách đây đúng 20 năm, hơn 20 năm, năm 1988, có việc tôi về gần miền này thì được mời đến để dự một cái lễ quý nhật 100 năm của cụ Hồ Nguyễn Đình Chiểu, mà cũng ở cái phòng này, ở phòng sinh hoạt Báo Người Việt. Thì tôi thấy rằng là trong cái buổi lễ sinh nhật quý nhật cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu, thì có người đưa lên cái vấn đề rằng là trong cái chương trình học hiện nay mình mang so sánh cái cuốn Lục Văn Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu với lại Chuyện Kiều của Nguyễn Du, như thế là thiệt hại cho cụ Đồ, vì rằng là hai cái cuốn sách viết ở trong hai cái tình trạng khác nhau. Thì tôi nhớ rằng là lúc đó tôi đã xin phép lên, tôi đã nói rằng, mà tôi xin nói thêm rằng là tôi là người ai cũng biết là đã viết nhiều về Nguyễn Du, đã mang cả những chuyện Kiều mà giảng về toán ở trong trường học. Thế nhưng mà hôm nữa tôi đã nói cho bà không phải. Mình nói rằng là hai cái cuốn sách đó là hai cuốn sách viết ở trong cái hai trường học khác nhau. Chuyện Kiều của Nguyễn Du là những chuyện mà có cái tính cách thâm trầm, viết đi viết lại, tu sửa. Mà chuyện Lục Văn Tiên của cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu là quyển hàng ngày cũng đọc từ cái tâm hồn ra, cho kể lại chuyện, cho học trò chép, vì là cũ, người không được bị ngủ.
Vì thế thành ra cái điều đó là từ cái tấm lòng cụ thể ra, và hơn nữa là cái giá trị đạo đức ở trong truyện Kiều, trong Đức Phật Tiên, có thể nói rằng là hơn là cái giá trị luân lý ở trong truyện Kiều. Mà hơn nữa là văn phong tuy rằng là mộc mạc, nhưng trong đó có những câu rất văn chương, như là lênh đênh một chiếc thuyền tình, 12 bến nước đưa mình vào đâu. Tức là cụ Đồ Triều, dù rằng đọc hàng ngày như thế, nhưng mà là có cái tấm lòng thơ phong phú. Như thưa quý vị, trong trang 54, tôi đọc lại những cái lời đó, mà ngay tác giả Huỳnh Văn An cũng viết như thế. Vì thế tôi có nói, thể nói rằng là cái lời viết của Huỳnh Văn An cũng như lời viết trước đây của cụ Nguyễn Đình Chiểu là viết với tất cả tấm lòng yêu nước, viết tất cả những sự thực đã xảy ra xung quanh và làm cho chúng ta biết thêm về cái văn hóa miệt vườn, biết thêm về cái đất nước của chúng ta trong cái thời đại của tác giả. Xin cảm ơn anh Huỳnh Văn An. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn giáo sư Nguyễn Xuân Minh đã để công đọc cái cuốn sách và đã đưa ra những cái nhận xét rất là xác đáng. Thì mong là quý vị sẽ mua sách và đọc thì sẽ thấy rằng những cái điều mà giáo sư Minh nói về cụ Huỳnh Văn Lang qua cái cuốn sách này là những cái lời rất là chân thành. Thì bây giờ sang cái